Dạ, kính thưa Phương Sa Tài, dạ, kính thưa gia đình Tài Đào quý vị. Hôm nay đây, cô ông Trần Văn Bo đã mang chiếc một trận về làm con cho Đức Phật, tuổi thọ 68 tuổi. Được sự tin tưởng của gia đình giờ cơ sở mai táng ông Thảo, do Thảo đảm trách để làm lễ an táng cho cô ông. Vậy nên ban nhạc đến đây trước kính trình địa phương sở tại sau cùng gia đình tăng giao quý miến cho nên ban nhạc được khởi trống diễn giá thân tổ thân dông để làm lễ an táng cho cụ ông. Trong lúc chúng em chúng cháu hành lễ cũng không thiếu chi điều sai sót, mong chính quyền địa phương sở tại cùng gia đình tăng giao quý miến bỏ lỗi cho. Và giờ đây chương trình hành lễ của chúng em chúng cháu xin được phép bắt đầu.